Rồi thì hôm nay em có đến nhà của anh này để ghi hình đăng bán giùm cho anh hai con bò tơ chữa cô chú anh chị và các bạn ơi. Đó. Dạ. Ê, mình quay phim, mình không có làm gì bạn hết trơn á. Đừng có nồ. Từ từ. Làm gì đâu vậy? Đó, hôm nay em sẽ lên sóng hai con bò xin tơ chữa nha. Một con á. Ủa này. À, nó đầu chuỗi đẹp quá ha. Một con là bò xin nè. Shinter mang thai 4 tháng. Con này có giá 30 triệu nha. Mang thai 4 tháng, bao chữa 4 tháng nha cô chú chị các bạn. Sái bóm nghiêm chỉnh, chân móng là móng sò cầm đứng thẳng. Ok đúng không? 30 triệu thôi cô chú chị các bạn. Nhanh tay nhấc máy lên và gọi nghe cho em đi. Chứ để người ta mua trước ổn nha. Kế bên nữa. Ồ chết cha ông trời, mặc áo giáp đen này. Rồi. Kế bên. Một con Shinter rất là đẹp luôn cô chú anh chị của bạn. Con này cũng bao chữa mà con này chữa tới 6 tháng rồi. Ha. À, con này hiện ban thai 6 tháng nha, rất là đẹp nha. Con này báo giá của chú anh chị của bạn luôn, sơ sơ đi, mình làm nhanh nhanh rớt rẻn đi. Chứ để bà con nhiều khi mà cơ bà con nói luôn, mẹ câu giờ quá. Con này có giá 37 triệu, chiều cao khoảng 1m3 bò. Tơ trong luôn xuống vú rồi. Bao chữa 6 tháng nha. Đó, chân móng sò cầm đứng thẳng, rất là đẹp. Hai con bò này nói chung là anh chủ nhà anh nói là ảnh đi làm hồ, anh nói là ảnh nhờ bác sĩ thú y á, là gieo tinh con kem Pháp nha. Mà nói giờ em nói thiệt với cô chú anh chị của bạn luôn. Bây giờ người ta nói chủ nhà, ta nói gieo tinh kem Pháp, gặp ông thú y ổng hồi đó ổng hết tin, ổng bắn con bò gì vô mình làm gì mình biết. Em nói thiệt, bây giờ thánh xuống cũng không biết nữa. Cho bác sĩ vô khám cũng không biết nữa. Đúng không? Thì nói cái miệng vậy thôi chứ có chữa là may lắm rồi. Em thì đôi khi là em nói thì em nói thiện, em nói thẳng không à. Em không có vòng vo. Mà đâm ra thì cũng tạo ra nhiều cái mà xung đột xích mích. Bà con nhiều khi có mấy anh nóng tính vô mấy anh ghét em, nhưng mà em nói thiệt. Có em mới nói. Chứ giờ bây giờ anh chủ nhà em nói mọi người nghe nè, anh chủ nhà anh không biết gì hết trơn mà ổng kêu anh bác sĩ thú y vô gieo đi. Mà anh thú y anh gieo cái tên con gì là làm sao mà ông chủ nhà biết được, đúng không? Đó. Chứ nữa đẻ ra con bò gì làm sao ông chủ nhà không biết được. Nói đôi khi mình trách chủ nhà mình cũng không có trách được. Em là một người thẳng thắn, một cái người phải gọi là nghĩ sao nói vậy, không bao giờ binh vực ai. Tại sao nè mọi người biết nè. Mình coi nè, mình coi cho kỹ khi mà mình mua con giống ha. Tại sao mà con bò này nó lại 37 triệu mà con bò đứng kế bên nó chỉ có 30 triệu thôi, là cái gì cũng có cái lý của nó cô chú chị của bạn. Tại vì sao? Con bò người ta đầu chuỗi nè, thấy không? Đầu chuỗi cấp mình hay, thùng lớn, rúng là rúng nè. Chân là chân, đẹp. Một cái gọi là bò chiều cao 1m3. Giá em báo của chú anh chị của bạn, con bò này có giá là 37 triệu bao chữa 6 tháng. Dạ em nghe anh ơi. Ừ, hai con này lấy nhiêu? À, hai con bò xin bữa bán nhiêu đây? 48 triệu với tiền xe anh ơi. Rồi. Ừ. Đó, cô chú anh chị và bạn thì cô chú anh chị và bạn ở gần xe ai có nhu cầu muốn mua, ở gần xa chứ lộn, gần xe. Cô chú anh chị và bạn ở gần xa ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trong hình mình nhìn coi nè. Chân móng nè, nhìn cho kỹ nha. Mình mua con bò thì em là một người làm chương trình bắt buộc em phải ghi hình, phải coi là cận cảnh cho bà con cô bác luôn. Mình coi cho kỹ chân móng của nó nè, thấy không? Rúng nè, vú nè, xuống nè, thấy chưa? Bao chữa 6 tháng luôn mà. Vú xuống chà bá rồi. Chân móng trước nè. Chiều cao dao động khoảng 1m3 bò, lưng dai có cái thùng. Trời ơi, bò đẹp. Nó đẹp một cái phải gọi là luôn của chú chị và các bạn. Nó bóng giận luôn ha. Con này có giá 37 triệu bao chữa 6 tháng luôn nha. Khi mà bao chữa 6 tháng mà con bò này tơ chưa đẻ lứa nào luôn nha. Đó, bây giờ em nói cô chú anh chị của bạn nè. Bây giờ mình mua một con nghé mà mới tách mẹ thôi là nó đã có 20 triệu rồi. Đó. Mà tại sao con bò bao chữa như thế này? Tơ bao chữa 4 tháng nè. Có giá 30 triệu à. Mà bao chữa luôn. Mà em nói mà bà con cô bác bây giờ mình mua một con bê, một con nghé đi. Mình về mình nuôi bao nhiêu tháng nữa, một năm mấy nữa mới vô nọc, một năm mấy nữa mới thối tinh. Mà một năm mấy đó mọi người nuôi bao nhiêu công sức mọi người cũng biết rồi. Nó lâu lấy vốn lắm.
mà mình bỏ 20 triệu. Mà trong khi đó mình bỏ có 10 triệu nữa mà mình bắt được con bò có chữa luôn. Thì họ thử hỏi tại sao mà mình không bắt, đúng không? Đó. Con bò nghé đó mình nuôi lớn lên chưa biết mình gieo tên đậu hay không nữa. Còn cái này người ta bao chữa bao khám luôn nha. Con này là con bò xin bao chữa bao khám luôn. Đó, thì con này có giá là 30 triệu bao chữa 4 tháng. Còn con kia 37 triệu bao chữa 6 tháng là nó sắp đẻ rồi. Còn 3 tháng nữa thôi là nó đẻ rồi. Nó lâm bồn rồi. Đó. Thì cái giá cả em cập nhật đầy đủ thông tin, nói chung là chăn móng về hình ảnh thì em sẽ quay cận cảnh như thế này cho bà con cô bác người ta coi cho rõ. Chứ để nhiều khi bà con cô bác ơi, mình ở xa, mình mua con bò mà mình lo mình nhìn ở trong cái chương trình không mà mình không đo hạo ra ngoài bức tường làm mình chết tươi liền của chú anh chị các bạn. Em nói thiệt, tại vì sao, em cũng là một người làm chương trình nè, nhưng mà bắt buộc mọi người ai mà mua bò của em là phải đo hạo ra trước. Để làm chi? Mình khỏi có xích mích, mình khỏi có buồn vui trước khi mà mình mua hàng. Đó, bà con cô bác em nói thì mọi người có ghét em thì em chịu ha. Mà mua bò của em là bắt buộc phải đo trước nha. Đo ECM ra góc cột hoặc là bức tường. Mình đo coi ngút nó đo chiều cao tới cái phía sau xương khu nó là cỡ nào. Rồi mình đo, mình gạch ngang cái tẹt. Rồi mình đi ra ngoài mình coi con bò đó chiều cao ngút nó đo vậy đó. Mình coi mình mua được không. Mua được hãy gọi cho em. Chứ để nhiều khi cái này là chưa có nha. Chứ không phải là, nói chung là chắc chắn sẽ có nhưng mà chưa biết ngày nào sẽ đến. Mình không chịu đo, rồi mình mua về rồi mình nói trời thằng Út này nó bán bò ở trong hình nó quay bự chảng mà ở ngoài có chút xíu. Không có à, em đo hạo ra cho mọi người coi trước khi mà mọi người mua, mọi người nhớ là đo hạo y xì em vậy đi ra xa mình coi mình biết bò chiều cao bao lớn gì. Đó, thì nói chung là em báo giá lại lần nữa nha. Con bò này sái bớm nghiêm chỉnh bao chữa 4 tháng, giá con này có giá là 30 triệu. Còn con siêu mẫu bên đây nè. Nó đẹp nè, thấy không? Nó đẹp từ dậu rúng luôn tới chân móng luôn. Trời, con bò này 37 triệu bao chữa 6 tháng của chú anh chị của bạn. 37 triệu bao chữa 6 tháng nha. Mà nói chung là cái gì cũng có giá trị của nó. Tại sao những cái hôm mình đừng nói con bò nữa. Những cái người dạng như là người mẫu diễn viên, tại sao người ta cặp với đại gia, người ta có chồng tỷ phú đâu không? Tại sao những cái người phụ nữ nhà nông đi cắt cỏ tối ngày thì mình lấy mấy ông chồng ở dưới ruộng? Là tại vì ở điểm đó, bò đẹp thì nó có giá trị của bò đẹp, bò xấu có giá trị của bò xấu, chứ mình đừng có nên phân biệt. Em nói thiệt, mình đừng có so sánh. Trời ơi, tôi mua cái bò của hàng này á, nó mắc dữ lắm, bò kia bự chảng mà nó rẻ rề à. Tại sao con bò bự nó xấu chứ sao? Nhiều khi con bò nó bự hơn mà nó xấu thì giá nó rẻ hơn. Nhầm, con bò nó nhỏ mà nó đẹp cái giá trị nó cao. Rồi nói chung là mình nói thì đâm ra bà con ghét mình nói nhiều quá. Và bây giờ em sẽ sử dụng cây thước như thường lệ. Em sẽ đo thử chiều cao và gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn những cái chiều cao của những con bò này. Và cô chú anh chị và các bạn đừng quên, em quay phim á thì em nhìn cái máy quay chứ em không nhìn anh làm gì. Anh có đẹp đâu. Đó, em nhìn vô cái màn hình kìa. Rồi thì bây giờ em đo hạo thử chiều cao gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Con này đi cà phê. Ok, cà phê tâm phải không? Con này chiều cao 1m3 tại phía sau xương khu của nó nha quý cô chú anh chị và các bạn. Con này chiều cao cũng 1m3 tại phía sau xương khu của hai bò này là chiều cao 1m3. Và cô chú anh chị và các bạn mình đừng có mãi mê nghe em nói mà mình hãy chú tâm vào vấn đề mình đo hạo ra bức tường hay cây cột đi. Rồi mình điện thoại cho em để chốt con hai bò này. Bây giờ em xin gửi lời chào và hẹn lại của chú chị và các bạn.